ra cái này mà giòn nó ngon nè. Cái này nó xìu quá rồi. Không giòn, không chừng gì cũng được hết. Chết, nó bị nhân nhiều quá, khó giòn. Cái bánh tráng nhiều nó mới giòn. Hồi bữa hôm qua nhà cái thằng Philippines nó làm nhỏ hơn nhiều nữa, ăn dễ ăn. Má ăn chút chiên con. Chiên châu. Ôi, tiếng bò. Làm cô cũng mệt mỏi chút đi thôi. Cái này gỏi. Đủ đủ. Ăn cái này trước cho no nè. Mày Lan không về ha. Gì nói không vậy? Đó. Muốn nói gì không? Rồi ăn. Rồi ăn. Anh Bảo biết không? Trời ơi, hôm anh gõ gì mà có 2-3 miếng cua bò vậy? Để ăn rồi nước chấm á. Không? Về đêm về chẳng nơi nào I'm
cặp nghe góc kìa. Mày còn lại đáp đủ rồi. No. Tiếng Pháp ca ca không phải là cục cức. Con cạc, ca ca là con cạc. Ca